nha 1 triệu 6 đến 3 triệu lính tại vì sao lại là 1 triệu 6 đến 3 triệu lính nó sẽ nằm cho anh em ở cái con số này nè rồi đó một triệu 7 lính nha anh em 1 triệu 7 lính cộng theo cái rủi ro đó là giường bệnh của tôi nằm được 300 trăm mấy thì tôi sẽ được là gần 2 triệu mốt cộng theo đó đó là thánh đường Mặc dù tôi không có đánh gì hết nhưng mà làm video thì tôi sẽ cắn phục vụ cho anh em nên anh em có xem video thì nhớ cho tôi xin một like nha đó cắn biên mô quân đội nè cắn do lính chiến cùng anh em cánh... cùng gọi là bị cùng chiến thì anh em ẩn lính anh em vẫn nằm ở thế an toàn anh em đâu có sợ chết đâu đúng không có như mình đâu có sợ chết đây gọi là cách chơi bất tử vừa có thể do lính chiến đấu cùng anh em vừa có thể ẩn lính nếu như anh em bị còn tập hợp được chưa anh em bị tôi xe sẽ xe đập đi. hết toàn bộ trang viên nha đập sắp tạc lợi luôn nha chơi là phải chơi như vậy nó sẽ có hai cách chơi một là khi anh em rèn lính anh em soi full hết trang viên thứ hai khi anh em mà bắt đầu là đi đeo đi defend đi chiến thì anh em lại đập ngược lại hết trang viên để anh em soi full mình sẽ thì anh em đợi tôi tí nha anh em có xem video đợi tôi tí nha tôi sẽ lên lính ngay bây giờ luôn rồi sau đó là tôi sẽ đập hết toàn bộ luôn nha đợi tôi, tôi mặc bộ đồ vô đã đây bắt đầu lên lính và chúng ta sẽ giúp đập hết toàn bộ nhà đó anh em thấy không để thực hiện một cái video cho anh em thì tôi cũng phải đầu tư rất là nhiều và cũng phải phép phát rất là nhiều đây 23 tiếng rồi ok cách lên lính thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó cho nó điều về cái con số của một đây hoặc là hai đây hoặc là 15 tiếng nữa. để anh em lên lính rồi cho nó tiện thôi là dân bình định thì tôi chả cái gì về lòng vòng thôi rồi ok phá trang viên coi gì đó anh em thấy rồi coi như phá sạch rồi đó đập sạch sắp lỡ rồi <laughs> không còn gì hết Với video này coi như nhà của tôi không còn gì hết đập nát video cho anh em luôn <laughs> rồi đó tiến hành tôi sẽ xoay lại full bệnh xé Đó anh em thấy không tôi đập xong hết rồi đó coi như bây giờ tôi vẫn mặc bộ đồ này thì coi cái sức rèn của tôi đang là bao nhiêu hello chào tất cả anh em đã quay lại channel Lót chiến Đế thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh em nha tôi thì uh, tôi là một người rất là tôn trọng ý kiến của anh em và tôn trọng uh, cái uh, những cái đề xuất của những anh em xem channel của tôi đây là một video cho anh em cày chay mang tựa đờ chơi bất tử <laughs> ok chơi bất tử là như thế nào thì ngày hôm nay tôi sẽ show cho anh em hết tất cả những thứ mà chơi bất tử tôi biết nha chơi bất tử nó sẽ nằm ở hai vấn đề chính à quên chứ ta nó chỉ nằm ở một vấn đề chính thôi đó là cách biêu nha chơi bất tử là nó nằm ở đâu chơi bất tử là nó nằm ở đây nha không cần phải uh, uh, khó khăn rồm rề gì đâu nó nằm ở cái chỗ là tỷ lệ của cái trang viên và tỷ lệ bệnh xá nó là cái quyết định người chơi bất tử nha <laughs> tại vì sao đây thứ nhất sơ bộ nha tôi đang có đây là bốn cái bệnh xá đúng không hai cái là sáu cái nè cái này nữa là bảy cái bệnh xá đúng không đó thì trước mắt là tôi khuyên anh em á nếu mà chơi bất tử á thì sợ dựng cho tôi là cái bệnh xá là tầm khoảng 6 đến 7 cái thôi tôi nghĩ là tầm khoảng 7 cái là hợp lý 7 cái bệnh xá cộng với nghiên cứu của tôi thì tôi đang đạt là 347 giường bệnh đúng không tôi cho là cũng gần gần như là 360 đi tại sao tôi lại nói cái con số đó là 360 360 nằm ở đâu 360 là nằm ở đây nè sáu ví dụ như là khi anh em có một cái tập hợp nào đó ở trong này đúng không thì anh em sẽ join lính theo cái tỷ lệ đó là 120 và 80 đúng không? Ví dụ như là 120 T5 và 80 T4 Hoặc là 120 T4, 80 T2 đúng không? Nếu như mà trong một cuộc chiến anh em John tỷ lệ là 102 lộn Anh em John tỷ lệ là 200 Thì anh em sẽ chết đi là 80 và vô giường bệnh là 120 Thì tại sao tôi lại nói là 360? 360 thì nó sẽ chứa cho anh em được là ba lần rally liên tục ba lần zone lính liên tục mà nếu có chết lính liên tục nữa nha chết lính liên tục thì anh em sẽ chứa được là 360 là anh em có thể là trong quá trình ba cái rally đó thì mỗi cái rally khoảng 5 phút nếu như mà rally liên tục không không ngừng luôn thì ít nhất anh em sẽ có 15 phút để mà xin RSS của các um, thành viên hoặc là của bang bang sẽ tiếp tế cho anh em RSS thì anh em sẽ chịu đựng được là 360 cái thứ hai, đó là tỷ lệ trang viên. Đây. Đó, anh em chia cho tôi là tỷ lệ bệnh xé và tỷ lệ trang viên giống như là trong của tôi nè. Tôi có một trang viên, hai trang viên, ba trang viên đúng không? Ba trang viên với uh, sáu cái này nữa là tổng tổng là tôi có chín trang viên đúng không? Chín trang viên và kèm theo đó là set đồ mà tôi mặc và training. Nhà tôi đang nói về set đồ của tôi thôi, còn set đồ của anh em thì mỗi người có một set khác nhau. Còn riêng tôi là cái set của tôi thì nó mát. Thì tôi đang có tốc độ huấn luyện là bao nhiêu? đây tôi đang có tốc độ đào tạo đó là ở đâu ta đây đang là 420% 420% phần trăm trăm là chưa chức nha chưa xin chức nha và chưa cắn tốc độ rèn luyện nha 420% phần đó chưa cắn nếu anh em cắn cái này lên nữa thì nó sẽ cao hơn nha ơ ừ. Ồ, mới ăn cháo xong nó còn ở ờ quá <laughs> Ok, đó anh em sẽ cắn lên cái này nó sẽ cao hơn Đó, thì đó là 420% nha anh em Thì tôi cũng nói lại với anh em một điều rằng là ờ, Nếu anh em nào hay coi channel tôi thì anh em cũng biết Thì tôi cũng có video gần nhất đó là ăn công tù tật hai đúng không Thì con ngạc này là đã bị zero nha <laughs> Con ngạc này đã bị zero rồi Lực lính của tôi thì hiện tại nó chỉ có 61 triệu thôi Đang lên chay lần lần Tên, tên đợi ngày 120% rồi tôi sẽ boost một lần lên khoảng thêm 3 đến 400 em lính đó. thì qua con ngạc này thì tôi cũng muốn show cho anh em hết toàn bộ luôn với 420% tốc độ rèn lính sẽ có bao nhiêu 420% tốc độ rèn lính thì tôi sẽ rèn con T4 này 9.000 hả 9.000 thì hơi lợi dở đúng không Tôi sẽ sửa nó lại 5.000 đi coi như là mình rèn 5 ca, ca lính uh, T4 thì nó sẽ hết bao nhiêu đó 5 ca lính T4 thì anh em chỉ có một đây và 8 tiếng thôi nha 420 phần trăm ra là chưa cắn nha đó tôi nghĩ là cái tỷ lệ um, trên anh em cho tôi tầm khoảng là tám đến rưỡi là được rồi không nhất thiết phải quá cao đâu nha à, Còn anh em bill trang viên và bệnh xé như thế nào cũng được thì đó là cách của tôi và những gì tôi biết thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì đó anh em 5 ca lính anh em mất một ngày 8 tiếng thì nó cũng rất là hợp lý đúng không với cái tốc độ rèn luyện 420 thì tôi nghĩ cũng rất là hợp lý nó cũng không phải là một con số thấp mà cũng không phải là con số quá cao thì nó là con số trung bình và anh em chơi lính như thế nào Đó ví dụ như tôi nè tôi đang chờ là cái sự kiện event 120 thì hiện tại nên tôi chưa bút lính tôi đang có hai uh, coi như là hai triệu rưỡi đi ha đó lượng T4 của tôi đang là trung bình là 400 đúng không thì khi có một cái tập hợp hay cuộc chiến nào đó thì tôi vẫn join lính được đúng không? Nè đó thì tôi vẫn join lính bình thường mà trung bình 400k tay 4 join lính đâu phải ít đâu Nếu anh em join lính 200k thì anh em chỉ chết 80 và còn sống 120 Thì đó 400k join biết khi nào chết hết Đúng không? Trừ khi là anh em đi baron hoặc là đi đánh pháo liên tục được thôi Chứ còn nếu như mà có kèo rally á Thì dễ gì mà chết hết 400k lính này Nên là cái con AK của tôi khi nào có tập hợp nào đó đúng không? Khi nào có tập hợp nào đó bên này tôi vẫn vô lính được. Đây. Đang đánh T4 đúng không? T4 cung nè. Đó thì tôi vẫn join lính được đúng không? Tôi vẫn vô bình thường mà, tôi vẫn cùng với anh em chiến đấu. Vẫn cùng với anh em vô lính ở chật mẹ. Sang nằm đâu xe dưới vậy? Đó, thấy chưa? Là anh em chơi trong một ban hội là khi có đánh hoặc là có do lính gì đó anh em vẫn tham gia cùng anh em được, không sợ. Nha, không sợ anh em ý kiến cái thứ hai nữa là tại sao anh em lại rèn cho mình cái tỷ lệ lính như thế này thì tôi khuyên anh em đó là anh em nên rèn cho tôi là tầm khoảng dao động khoảng 1 triệu 6 hoặc đến 3 triệu lính luôn nha 1 triệu 6 đến 3 triệu lính tại vì sao lại là 1 triệu 6 đến 3 triệu lính nó sẽ nằm cho anh em ở cái con số này nè rồi đó là con số về quân đội nha con số về đại quân á cô ta đây con số đạo quân là 7 đạo nha nói chung là tôi có 7 đạo quân được chưa 7 đạo quân thì khi anh em nếu như anh em không cắn quy mô quân đội nha tôi nói đang là chưa cắn quy mô quân đội nha đâu để tôi coi quy mô quân đội nằm đâu uhm, đây tại tôi đang ở trên một cái giao diện tiếng anh thì nó cũng hơi khó đây là chưa bao gồm cắn quy mô quân đội nằm đây nha anh em ủa này là, là thông tin sai sorry Ủa, vi mô quân đội nằm đâu ta ở đây mát size quân đội đây đó đây là chưa cắn vi mô quân đội với như tôi thì hiện tại tôi đang có là 7 đạo quân nha 7 đạo quân thì mỗi lần ví dụ như là tôi ẩn đi ờ ô mẹ tôi đang nằm xe anh em tôi quá ta đó ví dụ như đây đó ví dụ như bây giờ là tôi ẩn đi đúng không tôi sẽ liên minh nè đó tôi ẩn ông này ví dụ tôi có một cây rally đến tôi đúng không tôi ẩn ông này 200 k tôi ẩn 7 đạo là sẽ được một ngàn đúng không thì đó tôi sẽ giấu được tổng cộng là 1.4 lính trong với anh em Cái nữa là tôi có thể ẩn thêm trong cái này là hết là 250k nữa ý lộ 300k Đây là bao gồm nghiên cứu nha Thì tổng 1 triệu tư và 300k là tôi sẽ ẩn được 1 triệu 7 đúng không Đó 1 triệu 7 lính nha anh em 1 triệu 7 lính cộng theo cái rủi ro đó là giường bệnh của tôi nằm được 300 mấy thì tôi sẽ được là gần 2 triệu mốt cộng theo đó đó là thánh đường nha thánh đường nó có sức chứa cho tôi bên này là một triệu hai năm chục và thêm bên này nữa tại vì chưa mát thánh đường thì nó sẽ chưa cộng thêm bên này bên này được 250 k nữa là tổng thánh đường nó sẽ chứa cho tôi được một triệu rưỡi lính một triệu lử lính của thánh đường cộng cùng sức chứa bệnh xé và cộng theo đó đó là ẩn lính nha ẩn lính nha anh em đây là ẩn lính về liên minh. Liên minh chưa cắn quy mô nha thì ẩn được 200. Còn nếu đồn trú, đồn trú thì cộng theo đó là tướng. Ủa trong cái từ này gọi là đồn trú sao ta? Hình như từ này đúng không? Đó, này gọi là đồn trú đúng không? Đồn trú thì tôi cộng thêm đó được tướng mà mỗi con tướng cấp 7 cấp 8 à thì tôi sẽ có được 10k, đó thấy chưa? Đó ví dụ như tôi chuyển chế độ đồn trú là tôi sẽ đồn trú được là rưỡi đúng không? Nếu như mà tôi không liên minh, tôi không gửi lính liên minh bình thường, tôi gửi đồn trú cho toàn bộ thì tôi sẽ được 250 mà nếu nhân 7 lên thì bao nhiêu? 7 nhân 2 là 1 triệu tư đúng không? Nhân 7 là 350 thì tổng của tôi sẽ được đó là uh, 1 triệu 750 đúng không? Chính xác đúng không anh em? 1 triệu 750 về ẩn lính cộng theo đó là ẩn ở trong cái nhà mình nữa được 300 thì nếu anh em chuyển cái chế độ gọi là Uh, đồn trú và ẩn lính thì anh em sẽ giấu được là 2 triệu 2 triệu so với là 7 tuân quân đội nha Còn nếu khi anh em cắn quy mô quân đội lên thì sao đây tôi sẽ cắn nha Mặc dù tôi không có đánh gì hết nhưng mà làm video thì tôi sẽ cắn phục vụ cho anh em nên anh em có xem video thì nhớ cho tôi xin một like nha đó cắn quy mô quân đội nè cắn dứt nha tôi thì tôi cũng không tiết kiệm gì mấy cái game nữa đâu đó cắn quy mô quân đội trong vòng 4 tiếng Max size cộng 50% quân đội Đó Thì bây giờ lên đây tôi sẽ ẩn được bao nhiêu Để anh em biết được là max tôi được bao nhiêu đó Anh em thấy chưa Tôi ở đây là được 457 uh, lính Trong nhà Nha Coi như là tôi cho là 450 đi Là coi như tôi giấu trong nhà này là được 450 Và cộng theo đó là tôi có 7 tuần đúng không 7 tuần tôi quay ngược lại Nếu như mà khi bị rally đến anh em Tôi sẽ Thứ nhất là ở chế độ uh, uh, liên minh nặng lính nha tôi chưa đồng đúng nha đó hồi nãy là bốn năm rưỡi đúng không thì bên này tôi sẽ ẩn được là 300 đó thấy chưa 300 là tôi sẽ có 7 tuần là tôi sẽ có được là 2 triệu mốt cộng với bốn trăm kia là tôi sẽ giấu được là tổng cộng là 2 triệu năm trăm năm mươi lính đúng không đó ví dụ như này tôi giấu ông này một con này đó được chưa, đó tôi giấu ông này một cái rồi tôi um, giấu thêm ông này một cái có gì đâu đó nè, đó ví dụ như nè, đó dấu lính nè 300k nữa nè, nè đó, hai tun đúng không? Hai tun trong này là tôi có tun ám, tun nám của tôi là đi 250 nha. Tôi đang có tun ám đi 250 thì lỡ đi thôi, đó. Là coi như tôi có hai tun là tôi chốt được 600 rồi đúng không? Khi một ly tập hợp đến anh em, đó bắt đầu dấu lính. Dấu lắm phút cuối nè đó. Tôi dấu thêm tun 3 nè. Đó. 300 là 3 tun đúng không? 3 tun là 900 nè, đó tôi dấu thêm tun tư 4 nè. Rồi, dấu sạch đó bốn tuôn là giấu hết một triệu hai lên đây giấu tiếp nè nhớ giấu trong nhà nha anh em đừng có nên nên đi giấu trong mỏ hoặc là là đánh mỏ hoặc là đánh nhà hoang nha nó sẽ có cái cộng sự của bên quân địch đó, nó sẽ uh, thu hết mỏ nó sẽ bập anh em đó đây đây là năm tuôn nè đúng không năm tuôn ẩn nè là tôi ba đăng mỗi tuôn là 300 là hết triệu rưỡi đúng không tôi lên đây là 6 tuôn nè đó, coi như tôi thử thôi mà, tôi test cùng với anh em thôi mà. Đó, 6 tuần. Đó. Là coi như tổng cộng của tôi là 7 đạo. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo, 6 đạo, 7 đạo. 7 đạo quân cắn quy mô quân đội 600. Cái này là vô nám chứ hồi nãy nếu nhưng mà tôi cắn quân đội thì tôi sẽ vô được là 375 lần. Đó thì coi như cái này là 375 đi ha. Tại hồi nãy là khi mà vô đến 200 cái 250 lúc đó tôi chưa cắn coi như 375 mà coi như tôi cho 300 đi 300 cụ 7 đại quân là 2 triệu mốt đúng không đó 2 triệu mốt lính cộng theo đó là tôi ẩn ngày này nữa là coi như nhà tôi hết lính mẹ đổi đội đó sạch lính luôn đó anh em thấy không đó coi như là ẩn hết lính luôn đó không lính trong coi như trong nhà là không còn lính nào nữa thì khi như mà anh em đi đánh zone lính chiến cùng anh em cùng gọi là bị cuồng chiến thì anh em ẩn lính anh em vẫn nằm ở thế an toàn anh em đâu có sợ chết đâu đúng không coi như mình đâu có sợ chết đây gọi là cách chơi bất tử vừa có thể dồn lính chiến đấu cùng anh em vừa có thể ẩn lính nếu như anh em bị tập hợp được chưa anh em bị ra đó thì đây là cách của mình chia sẻ với anh em về chơi bất tử nha miễn sao anh em có thể xây như thế nào cũng được xây bao nhiêu trang viên cũng được xây bao nhiêu bệnh xé cũng được đó là tùy mỗi người nha ví dụ như là anh em ít đi đánh đi thì anh em có thể là bệnh xé anh em có thể xây khoảng bốn năm cái thôi có thể là năm cái khoảng hai trăm tư hai trăm sáu thôi để anh em ẩn được hai tuấn còn với tôi tôi hay đi đánh thì tôi xây cho nó khoảng 7 cái thì tôi ẩn được khoảng gần ba trăm sáu coi như là tôi ẩn được ba tuấn cộng theo đó anh em có thể thêm vào đó đó là phần nghiên cứu nha Ví dụ như anh em có những cái cái chỉ số của anh em về trang viên bệnh xé đi. Ví dụ như là ít trang viên thì nó sẽ có một cái cái spec rèn lính đó. nó hơi bị bị chỉ số hơi thấp thì anh em có thể bù là ngược lại nghiên cứu mà. Đây nè. Đó, anh em có thể vô nghiên cứu anh em nghiên cứu những cái nhánh như thế này tăng cho anh em 24% training. Rồi rất nhiều thứ đây nè tăng nhanh em 16 phần trăm trên yến rồi trong cái nhánh T5 nó cũng có trên yến nè ờ, tôi nhớ trong T5 nó có một nhánh trên yến của cái này là là sức chứa bệnh xé thôi ở đây ví dụ trong nhánh T5 này nó có anh em là tăng sức chứa bệnh xé 7 phần trăm nè tăng tốc độ chữa lành lính 15 phần trăm nè anh em có thể nghiên cứu bù lại một vài chỉ số đúng không Hạt kèm theo đó là anh em có thể là cầm thêm con bếp thì tôi nhớ trong này có hai con bếp nó bút về Jenning đó là con sư điểu nè đó anh em thấy không tăng tốc độ rèn lính thêm 5% phần trăm thứ hai đó là con con dồi con dồi đâu rồi tại những bếp nào không chơi tôi không lên đây tăng uh, uh, tăng uh, cái số mà, mà lính rèn lên là 2 ngàn mắt của nó là được uh, bao nhiêu ta được năm ngàn thì đó, đó là những con bếp nó bút anh em về trên niên đào tạo. Quan tâm hơn nữa thì anh em có thể tìm hiểu thêm những bếp này hoặc là có thể có những video về đồ hình tướng của bếp của tôi. Đúng không? Thì đó, đó là cách mà tôi khuyên anh em về chơi bất tử. để tôi thu hồi lại cái. Thu hồi cái này cho nhanh. Đó, sử dụng bếp sự điểu này thu hồi lại. Vậy thôi, hồi lính lại cùng một tốc độ. Toàn bộ. Nha, đó, vậy thôi, đơn giản mà. Nhắc lại với anh em đó nghĩa là chơi bất tử Là như thế nào Chơi bất tử là anh em có một tỷ lệ giường bệnh phù hợp Một cái tỷ lệ tốc độ rèn luyện phù hợp Thứ hai nữa là Tỷ lệ lính phù hợp Được chưa Để khi anh em có bị gì đó thì anh em vẫn có thể hồi lính Và xử lý lại được Anh em vẫn có thể ẩn lính được Cái nữa khi mà trong quá trình rèn lính Đây tôi sẽ ra ad này <laughs> Đây Đây là con ad mà tôi hay stream cùng với anh em đây tôi đang mặc cho mình mà là bộ đồ là giữ lúa Bởi vì sao? Bởi vì tôi đang là mua đồ SS để mà tôi lên lính Tôi lên thêm một tuần lính nữa Trong chiều nay là nó sẽ có keo vơ keo vào lúc là 6 giờ tối Bắt đầu sau 5 tiếng nữa Thì tôi đang, tôi vẫn chưa đập nhà nha Tôi đang chuẩn bị lên lính này, ok bắt đầu lên lính luôn ha Về video này thì lỡ rồi bắt đầu mình lên lính luôn ha đây, tôi hiện tại đang có là 20 triệu rưỡi lính được chưa? Tôi sẽ bắt đầu lên tiếp. Tốc độ rèn lính của tôi đang là 389%. Đúng không? Ủa sao thấp vậy ta? Ờ. Ủa sao mình thấp vậy ta? Nói chút cũng được. Được coi điểm tôi đổi uh, mát hết chưa? Tôi đang điểm đổi điểm về chỉ số rèn lính và chỉ số giữ lúa. Uhm... Đây, tôi đã đổi điểm uh, rèn lính full nè giữ lúa và điểm xây dựng tại sao tôi lại đổi điểm này bởi vì là bây giờ tôi sẽ lên thêm một đợt lính cuối cùng và tôi sẽ đập hết toàn bộ cái nhà này tôi sẽ đập hết toàn bộ trang viên nha đập sắp mặt lợ nó luôn nha chơi là phải chơi như vậy nó sẽ có hai cách chơi một là khi anh em rèn lính anh em xây full hết trang viên thứ hai khi anh em mà bắt đầu là đi đeo đi defend đi chiến á thì anh em lại đập ngược lại hết trang viên để anh em sai full mình sẽ thì anh em đợi tuần tí nha anh em có xem video đợi tuần tí nha tôi sẽ lên lính ngay bây giờ luôn rồi sau đó là tôi sẽ đập hết toàn bộ luôn nha đợi tôi tôi mặc bộ đồ vô đã đây bộ đồ rèn luyện bộ đồ trên ninh thì tốc độ của tôi sẽ lên bao nhiêu rồi tôi lên là 402 đúng không 402 bắt đầu là tôi cắn tôi cắn tốc độ trên ninh nha đây gọi là cái cách chơi cắn lên 20 phần trăm này đó, thì tôi sẽ có được là 402 đúng không? Lột 422 mấy đúng không? Đó, 422% tốc độ lèn luyện. Thì bây giờ tôi sẽ lên lính thêm một đợt cuối. Đây là S có sẵn hết rồi. Sau khi lên lính xong là tôi sẽ đập hết trang viên nha. Tôi sẽ build lại toàn bộ bệnh xá luôn. Tôi sẽ build full bệnh xá luôn. Nha, anh em xem video tôi là sẽ thấy tôi đập hết luôn nè. Tôi đập cho kịp KVK để tôi đi đeo. Bởi vì sao? Trong cái trang viên này thì nó cộng cho anh em về tốc độ huấn luyện 20%, ETK quân đội 20 lộn 2%. Đó thấy chưa? Mỗi cái trang viên anh em quan tâm thì anh em có thể nhấn vào nó và nhấn vào chỉ số của nó này. Dự trữ vàng này, tốc độ huấn luyện này đó, mỗi cấp nó sẽ cho anh em một cái um, nó sẽ tặng cho anh em thêm một chỉ số khác nhau tùy theo cấp độ của lâu đài. Đó, nhưng mà trong vấn đề khi anh em defend thì cái quan trọng nhất đó là cái HP. Đúng không? Đó, HP nè, max là được 5%. Thì tôi chuẩn bị đi keo và keo và tôi chuẩn bị defend thì tôi phải có một cái sức chứa bệnh xé lớn một lượng rs lớn và một cái chỉ số điểm đó là hb phải lớn nha quan trọng nhất của defend đó là hb này là chưa độ điểm nha tôi chưa độ điểm và chưa mặc đồ nha đó thấy chưa chưa độ điểm thì rất là thấp chưa mặc đồ thì cái này cũng rất là thấp chưa cộng thêm tướng của đền thờ nha ở ừ, lộn đền thờ thì tôi bút rồi nhưng mà tôi chưa cộng thêm tướng của nhà tù đó anh em thấy không chưa đổi rất là thấp tôi chưa đổi mà đây nè, tôi đang ở điểm này mà tôi đâu có bút về gì về vương đội đâu. Ok, bắt đầu nha. Lên lính. Bắt đầu lên lính và chúng ta sẽ dứt đập hết toàn bộ nhà. Đó. Anh em thấy không? Để thực hiện một cái video cho anh em thì tôi cũng phải đầu tư rất là nhiều và cũng phải phép phát rất là nhiều. Đây. 23 tiếng ok, cách lên lính thì tôi sẽ chỉnh lại cho nó cho nó điều về cái con số của một đây hoặc là hai đây hoặc là 15 tiếng á để anh em lên lính rồi cho nó tiện chứ anh em lên mà kiểu lẻ lẻ như thế này thì nó cũng hơi khó nó hạn chế khó anh em bấm lắm rồi ok bắt đầu ha rồi bắt đầu tôi đang có 259 k game phải không rồi tôi lên lính mình game nè dứt rồi không nhấn lại cho nó nhanh khi anh em lên lính thì anh em phải để ý kỹ giùm tôi đó là cái lượng RSS qua đủ chưa nha để anh em khi mà anh em nhấn mà ví dụ như nó vượt RSS bị thiếu là cái chỗ game này nó cộng dồn lắm dứt rồi lên lính trong lính bộ thì nó sẽ tốn lúa này tốn gỗ này tốn quặng này tốn vàng thì anh em uh, uh, nó có nhiều thứ về liên quan uh, RSS lắm ví dụ như khi anh em lên lính thì anh em phải mua rds như thế nào xin rds như thế nào rồi khi anh em đi thì anh em phải um, kêu tiếp viện rds như thế nào nó có nhiều thứ lắm nha ví dụ như anh em đi cung thì con cung, cung trong đó là nó cần lúa cần đá cần gỗ và cần vàng chứ nó không còn quặng thì đúng không thì khi anh em đi cung thì anh em chỉ cần xin RSS đó là lúa, đẻ gỗ và vàng. Đúng không? Thì mỗi thứ là sẽ có mỗi cách khác nhau đó. Về video này thì tôi cũng tranh thủ lên lính luôn, lên một lần là tôi sẽ đập hết luôn. Nha, nên anh em nào mà có xem video thì nhớ cho tôi xin một like nha. Ừ. Tôi mới vẻ tôi cũng livestream hoài cái cổ hỏng tôi cũng đau quá nhưng mà cũng cố gắng phục vụ video cho anh em. Tranh thủ uh... nếu mà một ngày nào đó tôi còn chơi lốp nổ bay tôi chia sẻ được anh em uh về gì đó thì tôi sẽ chia sẻ hết cho anh em nha chứ có những thứ mà mình gọi là mình giấu giếm chi đâu biết gì đó thì chia sẻ cho anh em hết toàn bộ biết đâu một ngày có thể là biết đâu một ngày nào đó phải không biết đâu một ngày nào đó gần nhất thì có thể anh em đang xem video này lại là video cuối cùng mà tôi tôi xuất bản về lốt mobile thì sao biết đâu ngày mai tôi là chuyển sang tôi chơi liên minh Huyền thoại chuyển sang chơi một cái trò chơi nào đó tùy hứng và ngẫu hứng thôi đúng không thì cũng hên xui à thì đó nên anh em nào có xem video thì nhớ cho tôi xin một like và một comment để tôi biết rằng anh em có hiện hiểu trong video của tôi nha đó lên ok thì trong uh, chỗ lên lính này thì tôi sẽ uh, edit video và tôi sẽ uh, chèn một vài uh, một bản nhạc nha cho anh em nghe cho đỡ chán ha sắp hết game luôn nè, đó anh em thấy không game không mình không xài thôi chứ xài thì biết bao nhiêu mà cho đủ, <laughs> nhân mấy cái là hết rồi, <laughs> ok chuyển sang rèn thêm mới tay bốn nữa, lên thêm cung, dứt, ôi mỗi lần rèn lính là mệt, hao quá đi, ok thì tranh thủ là mình còn được bao nhiêu um còn được cái trước khi đập thì mình tranh thủ mình lên thêm ít lính rồi mình đập cho đáng rồi đó đó anh em thấy không đó hồi nãy tôi có nói là khi anh em rèn lính hoặc gì đó thì anh em nhớ để ý cho tôi kỹ là cái lượng rds của anh em coi đủ không ví dụ như khi anh em nhấn mà gọi là mát nó mát tay quá nhấn lên lính nó xuống tay quá mà <laughs> thì anh em nhấn liên tục Đó vô tình cái rds của anh em nó bị hết cái anh em nhấn cái này thì nó lên tới 12 k thấy chưa nên là cái gì đó anh em cũng phải cái gì đó anh em phải cẩn thận và châu chuốt một chút xíu để cho nó an toàn tí ha rồi bắt đầu nhấn nè đó vô tình ví dụ như sướng ở tay quá đúng không lại hết rồi đết. anh em nhấn cái là mất 26 ok thì nên anh em cứ đang lính lên lính thì anh em có nên để ý tí xíu ha cho nó cẩn thận chắc ăn chơi rất là hao nha ok thì đó là phần lên lính được chưa bây giờ tôi sẽ lên thêm một cái này nữa ok xác nhận bây giờ là sẽ tới chương trình đó là đập. Đập trang viên nha. Bây giờ tôi lên cái cuối rồi, tôi đâu cần nữa, bây giờ tiến hành là tôi đọc nè. Tôi sẽ đập full toàn bộ luôn. Nha, ok, đập. Phá hai 20 game phá này. Đó. đó mới gọi là cái cách chơi đúng nha anh em lên lính một lần rồi anh em đập hết trang viên anh em lên lại full bệnh xé. Đập. Đập sắt PKL luôn anh em ơi. <laughs> Tranh thủ còn mấy tiếng thì cho nó kịp phá hủy nè Phá hết luôn Phá luôn Quan trọng nhất là đeo đó là phải HP nha phá lên để tôi lên cho nó kịp Ok không biết kịp nữa không ta Ok phá luôn Phá luôn phá luôn Đó một cái nhà khi anh em phá hủy là nó sẽ một cái nhà trang viên cấp 25 thì nó tổng sức mạnh của cái nhà này là 220. 220 k anh em phá 10 k là anh em giảm được cái cái mai cái minh nó xuống là hai triệu mấy á nên nhiều khi là những hạt trap những ạc trap thì người ta sẽ không có build về những cái nhà này khi mà người ta lên đủ rồi bắt đầu họ trap họ sẽ đập hết toàn bộ cái nhà này đó, anh em thấy không ví dụ như mình phá một nhà thì mình sẽ giảm được một mớ sức mạnh của cái nhà đó rồi đó bắt đầu là phá trang viên bắt đầu là mình soi lại uh, bệnh viện phá full nha tôi tôi, tôi có cái là tôi nhanh lắm cái đó mình nói là mình làm chứ không có lòng vòng Việt Nam thì không có lòng vòng thôi là dân mình định thì tôi chả cái gì mà lòng vòng thôi độ ok phá trang viên coi gì đó anh em thấy rồi coi như phá sạch rồi đó đập sạch sắp bật lơ rồi <laughs> Không còn gì hết với video này Coi như nhà của tôi không còn gì hết Đập nát video cho anh em luôn <laughs> Rồi đó tiến hành tôi sẽ xoay lại full bệnh xé Đó anh em thấy không Tôi đập xong hết rồi đó Coi như bây giờ tôi vẫn mặc bộ đồ này Thì coi cái sức rèn của tôi đang là bao nhiêu Đó chỉ số huấn luyện của tôi giảm Nó còn có 226 rồi đó anh em thấy không Rất là thấp Hồi nãy là 420 đúng không Bây giờ đó sau khi tôi đập khoảng 10 cái trang viên Là tôi giảm hết mẹ là 200% rồi bởi trong đó nó có cái um, nghiên cứu nữa đó, bây giờ thành ra ra là cái tốc độ huấn luyện của tôi uh, rất là thấp. Đó, bây giờ thành ra là cái tốc độ huấn luyện của tôi rất là thấp. Nhưng mà chơi game là phải chơi như vậy. Chơi như vậy nó mới đúng cách chơi và như vậy nó mới chắc. Nha anh em đeo là anh em phải lên giường bệnh, Mát full đã có thêm cái lượng giường. Được chưa? Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ xoay lại full bệnh xé nha. Đó, chơi game nó phải chơi đúng cách khi soi thì bây giờ tôi phải cắn thêm cái tốc độ rèn luyện nè ư ừ, trà 40% thôi ok ok trong cái phần này thì tôi sẽ uh, mở nhạc cho anh em uh, nha cho anh em uh, coi đỡ chán